Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình thấy có rất là nhiều tranh cãi về em Yuki này anh em nhé. Thì nhớ anh em bảo là sau khi mà cập nhật xong thì skill của em này nó đã bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều. Nhưng cá nhân mình thấy vẫn vậy thôi, gây cho toàn bộ tướng linh 105% sát thương vật lý, 100% xác suất kèm suy yếu, duy trì trong vòng 2 hiệp. Thì nhớ anh em bảo là cái skill của nó bây giờ chỉ có đánh 2 mục tiêu, thì tí nữa mình sẽ test thử xem thực hư như thế nào anh em nhé. Mục tiêu cứ mang một debuff thì sức sát thương kỹ năng thì sẽ tăng thêm 5%. Em này đi cùng với những em mà có những cái hiệu ứng thì nó rất là ngon. Nếu như mà kẻ địch bị suy yếu thì sẽ giảm đi cái công vật lý đúng không? 20%, ok luôn. Khối lượng ảo, đây này, công tăng rất là nhiều luôn, sinh lực tăng này, bạo tăng nữa. Với cái lượng bạo kích này gây ra thì sức sát thương của em Yuki sẽ được cường hóa lên rất nhiều nha. Tinh nộ thì mới chỉ có level 2 thôi, bởi vì là em Yuki của mình mới có 8 sao. Gây cho tướng hàng sau phe địch lượng sát thương vật lý vào 157% cộng 120% tỷ lệ sinh lực mục tiêu tổn thất. Nếu sinh lực mục tiêu mà thấp hơn 10% thì trực tiếp chảm sát mục tiêu. Nếu như nâng cấp được lên level 3 thì không nhầm, đây nó sẽ tăng lên là 15% anh em nhé. Trực tiếp chảm sát mục tiêu luôn, càng đét anh em ạ. Đây này, skill chảm sát này khủng khiếp anh em nhé. Có thể kết liễu được kẻ địch, tránh những cái trường hợp mà máu nó còn thấp rồi nó lại hồi máu. Đó, nó lật ngược thế cờ anh em ạ. Và cuối cùng là Sơn Hà Thịnh. Nếu tướng địch tử trận, khi chúng suy yếu thì toàn bộ tướng phe ta sẽ hồi sinh. Đó, anh em thấy không? Đây này, tức là nếu như mà nó dùng cái skill Phượng Luân này này, nó duy trì trong vòng 2 hiệp đúng không? Tức là khi mà nó sử dụng skill Phượng Luân này một phát, và trong vòng hiệp đấy và hiệp sau nữa mà kẻ địch nó bị hẹo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hồi sinh các kiểu con đà điểu này. Đấy, Yuki mỗi lần tấn công thì có 40% khiến mục tiêu bị suy yếu nữa. Đấy, em thấy không? Tức là cái nội tại của nó lại cộng thêm cái khả năng suy yếu nữa, thì khiến cho cái tỷ lệ hồi sinh của đồng đội mình nó sẽ rất là ngon nha. Thì em này nó vừa đam to này, nó vừa gây ra một cái lượng khống chế nhẹ nhẹ, tức là không phải là khống chế cứng, khống chế mềm, tức là đi búp ấy, làm suy yếu kẻ địch và có khả năng hỗ trợ cho đồng đội rất là tốt nha. Nếu như anh em nào cũng đam mê Yuki giống như mình á, và muốn kiếm được nó thì anh em hoàn toàn có thể kiếm ở trong phần chiêu mộ. Hoặc là đây, có một phần nữa thì anh em biết rồi đấy, VIP 6 với cả VIP 7 thì mình sẽ có một cái dương ở trong này lựa chọn tướng. Thì mình lựa chọn em Yuki thôi, vì mình thấy em này khá là ổn áp nhá. Tiêu ruby mỗi ngày nhận luôn xem nào, 90 ruby nhận ngay. Ngon nha, bây giờ mình sẽ đi chiêu mộ để xem ra được em Yuki nào nữa hay không nhá. Mình có 162 cái vé này. Cố lên nào, Panda thêm 10 lần nữa. U là trời, Camo. Ôi, Megumi. Ây à, nhiều Megumi lắm anh em ạ. Em này ở giai đoạn đầu ra rất là nhiều, thế cho nên là anh em mà cày chay nông dân các thứ ạ, có thể all in vào em đấy. Thế thì mình sẽ đi ghép bớt anh em nhá. Đây, nhiều lắm. Đấy, có thêm phôi 5 sao là cũng ổn áp này. Ok, ghép. Rồi, sau khi cập nhật xong thì game mượt cơ hế. Cực kỳ là ngon lành cành đào anh em ạ. Sau khi ghép tướng cả giải phóng bớt thì mình sẽ chống thêm được kha khá slot nha. Tiếp tục là múc thôi, xem có em Yuki nữa hay không nào. U là trời, khó phết đấy. Tỷ lệ ra được Yuki trong này cũng hơi căng thẳng anh em nha. Ây à, phát nữa đi. Ui, lại ra ông này này. Trời ơi, vẫn chưa ra anh em à. Toji, trời ơi, ngon. Mình đã ra một em này rồi, hôm nay ra thêm một em nữa. Thế thì chắc chắn là mình sẽ có một video review với em Toji cho anh em xem nha. Em này cũng khá là mạnh đấy. Ok là đấy, tức là không kiếm thêm được em Yuki nào cả. Ghép thêm 4 em ở đây xem nào. 1 2 Ui, từng hiếm luôn này. 3 Và 4 Ô là trời, không được cái gì cả anh em ơi. Ok nha, bây giờ thì mình sẽ đi vượt ải cùng với cả em Yuki. Đây, bỏ em này đi này, xem đánh đấm như thế nào nào. Wow, bỏ em Sukuna đi, không biết là có đánh đấm này không đấy. Rồi, đấy, vẫn đánh toàn thể mục tiêu ấy thế. Và sức sát thương gây ra thì cực kỳ là khổng lồ luôn anh em, khiến cho kẻ địch có cái hiệu ứng bị suy yếu này anh em này. Đó. Wow, căng thẳng phết đấy, ulti này. U là trời. Ui, bạo kích thốn không anh em.
chỉ với một chút bạo kích thì thôi mà 15%, mình nhớ không nhầm là ở bậc 2 nó mới tăng có 15% thôi mà sức sát thương của nó gây ra đã khủng khiếp đấy rồi đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho thêm em Sukuna vào để mình xem là cái khả năng hồi sinh chiếc da làm sao. Nhưng mà làm sao mà biết được, nhưng cũng hơi khó vì Sukuna của mình chắc gì đã hẹo. Ui dồi ôi, mạnh lắm anh em ạ, được ấy. Nếu như anh em chơi ở giai đoạn đầu mà để mà lựa chọn nha, thì em Yuki này sẽ ổn áp hơn. Bởi vì đi vượt ải rất là nhanh luôn, nó đánh toàn thể mục tiêu mà. Mà sức sát thương của nó gây ra ổn đấy chứ. Rồi anh em nhìn này. Ấy, mỗi tội là tốc độ của nó đang hơi bị thấp hơn em Sukuna của mình một tí nha. Do là mới level 142. Ok. Đó, anh em có thể thấy là Sukuna mỗi một lần ulti chỉ cái liệu được mục tiêu thôi. Nhưng mà riêng với cả em Yuki này nó khác quả hơn anh em ạ. Nguyên skill đầu của nó đánh nhiều mục tiêu là đã ngon rồi đấy. Múc luôn này. Đá luôn này. Ôi, được nhờ. Căng đét anh em ạ. Lý do tại làm sao mình lại test cái em Yuki cho anh em, bởi vì ở trong cái phần đội hình đề xuất á, thì đây có một cái đội hình hủy diệt là cũng có em Yuki này là một này. Cái thứ hai nữa là ở trong đội hình giới hạn vô cực, anh em có thể thấy là cùng với lại team của Gojo, Toji là những cái vị tướng cực kỳ là mạnh nha. Thêm cả Hana nữa thì ôi dồi ôi luôn. Đấy, cho nên là mình đã quyết định là chơi em này để mình test khả năng leo tháp thần của em này xem như thế nào nha. Khiêu chiến này, mình bỏ em này đi. Đấy, cho lên như thế này. Bắt đầu khiêu chiến luôn, xem là có vượt qua cái tháp thần đấy không nhá. Rồi, đá toàn thể mục tiêu luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Cái này chỉ với hai đá thôi là kẻ địch nằm xuống hết luôn. Vượt qua tháp thần cực kỳ là dễ nha. Ok. Ok. Rồi, ulti. Ulti thì mình nhớ không nhầm nó chỉ đánh hàng sau thôi. Rồi. Ây à. Ơ, nó có khả năng hồi máu này anh em này. Mình thấy đánh hàng sau xong nó hồi được nhiều máu nhỉ. Ơ, khả năng hồi phục ổn này. Rồi. Đây rồi, một đá. Ý, có bạo kích nha. Gần nữa thì kết liễu được cái thằng này luôn. Ngon. Ờ, được này. Anh em nào mà ra nhiều Yuki có thể all in vào hôm nay là hợp lý đấy. Mình thấy khá là ổn nha. Còn hôm nay thì mình cũng đã cán mốc VIP 8 rồi anh em ạ. Ủa, bốn phết. Thì mình sẽ mua cái này, bởi vì là sẽ một cái dương có thể tùy chọn được vị tướng trong đấy có Gojo. Và đây, mình sẽ cố gắng là up thêm VIP 9 nữa, bởi vì vẫn còn 2940 Ruby. Để mình chờ xem có gói gì ngon này cái nào thì mình sẽ up lên VIP 9. Up lên VIP 9 thì mình sẽ có thêm một cái dương này nữa. Lúc đấy thì mình sẽ có được hai em Gojo và Mane test sức mạnh cho anh em xem như thế nào nhá. Thế anh em đừng quên đón xem video test sức mạnh Gojo nha. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.